Xin chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Tại hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc VAS, Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge CIE đã trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình quốc tế Cambridge cho hơn 150 giáo viên đã hoàn tất khóa tập huấn phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục quốc tế Cambridge. Ngay đầu tháng 8, VAS cũng sẽ chào đón gần 40 giáo viên nước ngoài với bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế trực tiếp do CIE kiểm định đến giảng dạy riêng chương trình Cambridge cho toàn bộ học sinh đang học tập trong hệ thống của VAS.